Làm sao để ứng dụng luật hấp dẫn để thu hút chính xác cái điều mình mong muốn? Bí kíp nằm ở đây. Chúng ta sẽ không bao giờ thu hút được tất cả những điều mình mong muốn đâu. Chúng ta chỉ thu hút được tất cả những điều mình mong muốn nếu như cái mong muốn đó nó trùng khớp với những cái niềm tin sâu thẳm bên trong của chính mình. Phương ví dụ như thế này, chúng ta đang rất là mong muốn thu hút một cái khoản tiền nào đó, đặc biệt khoản tiền lớn, có thể là người ta đang chưa trả các anh chị, hoặc là có thể là khách hàng đang chưa trả tiền cho mình, hoặc là mình đang mong cầu một cái khoản tiền nào đó để mình làm một cái việc gì đó. Mình viết xuống tấm xét nghiệm màu, mình viết xuống rất là nhiều những cái phương pháp trong luật hấp dẫn. Nhưng mà hàng ngày chúng ta đụng tới cái việc mà chi tiêu trong gia đình, hoặc là các anh chị mua cái gì đó, hoặc là các anh chị đang cần cái việc gì đó, thì chúng ta nói là mình không có tiền. Mình không có tiền để làm cái này, mình không có đủ tiền để làm cái kia. Mình đang vô tình nói từ cái niềm tin bên trong của chính mình rằng mình không có dư dả để làm cái điều mà mình muốn. Thì cái niềm tin sâu thẳm bên trong nó xung đột với cái ước muốn mà mình có. Vậy thì chắc chắn rồi, những cái gì gọi là niềm tin sâu thẳm bên trong thì nó sẽ thực thi theo cái niềm tin ở bên trong. Nên là nếu mà chỉ là ước muốn hời hợt ở bên ngoài và nó chưa phải là cái niềm tin gốc rễ thì chúng ta chưa dễ dàng để mà thu hút. Vậy nên chúng ta thấy rằng có rất là nhiều người họ cũng ứng dụng luật hấp dẫn, có người là ứng dụng rất là siêu đỉnh luôn. Đấy, và khi mà Phương hiểu ra cái điều này á, là Phương liên tục chỉnh sửa những cái niềm tin bên trong của chính mình. Nếu như mình viết ra một cái điều gì đó mình muốn mà nó không có tới liền á, hoặc là mãi mà nó không tới, thì có nghĩa mình sẽ quay trở lại bên trong, mình xem thử cái niềm tin của mình nó đã hỗ trợ cho mình hay chưa. Ví dụ như anh chị muốn là thu hút khách hàng thật là nhiều, khách hàng tự động gõ cửa mua hàng, mình rất là đam mê cái việc là phục vụ cho khách hàng, và có những cái ngày khách hàng đến rất là đông và chúng ta phục vụ không kịp, hoặc là chúng ta phục vụ không chu đáo, khách hàng thì họ phàn nàn rằng dịch vụ không ok, sản phẩm chưa có được ok, thế là mình không vui trong lòng, mà nói sao cái bà khách này khó chịu vậy, sao cái bà khách này khó tính vậy, mình thà không phục vụ còn hơn cái bà này lại phục vụ như thế, là nó rất là tốn cái năng lượng cảm xúc của mình. Đấy, thì đụng cái vấn đề cái là mình tập trung vào vấn đề ngay, mình tỏa ra cái cảm xúc không có tuyệt vời ngay, và vũ trụ sao ạ? Vũ trụ hiểu rằng đó cái niềm tin, cái sâu thẳm bên trong của mình đó là rất là hay dễ phàn nàn, đổ lỗi, oán trách về những cái vấn đề khách hàng. Vậy thì cái ước muốn là nhiều khách hàng phục vụ không hết, và xung đột với lại những cái vấn đề của khách hàng, thì chúng ta không thể nào thu hút được cái lượng khách hàng mà mình mong muốn. Đúng rồi. Hoặc là công việc kinh doanh của chúng ta, nếu mà công việc thì chúng ta muốn cái việc kinh doanh càng ngày càng phát triển thuận lợi lên, nhưng hàng ngày mình lo lắng là sao, ôi sao thị trường chưa dễ, ôi sao mình không có vốn kinh doanh, ôi sao mình không có vốn để nhập hàng. Có nghĩa là các anh chị đang rất lo lắng về cái tình hình hiện tại. Thì chính xác những cái cảm xúc lo lắng đó là những cái niềm tin gốc rễ bên trong của mình, nó sẽ xung đột với cái ước muốn. Vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ hút được những cái gì mình muốn. Chúng ta chỉ thu hút được những gì mà đó là niềm tin từ bên trong sâu thẳm của mình. Nên là nếu mà anh chị nào mà chúng ta mãi mà không hút được những cái khoản tiền mà mình mong muốn á, chắc chắn là anh chị đang có những cái niềm tin chưa có hỗ trợ. Việc của chúng ta không phải lo lắng là luật hấp dẫn có áp dụng với mình hay không. Việc của chúng ta đó là tập trung vào chỉnh sửa những cái niềm tin liên quan tới cái vấn đề mà mình cần thu hút. Nếu anh chị nào chưa có biết cách chỉnh sửa thì hãy nhắn cho Phương. Phương có thể gửi cho các anh chị những cái video hướng dẫn, hoặc có nguyên một cái bộ công thức để giúp cho các anh chị chỉnh sửa, cài đặt lại những cái niềm tin sâu thẳm bên trong của mình. Và khi mà Phương cài đặt được những cái niềm tin đó thì cuộc sống của Phương về tài chính và công việc kinh doanh nó phất lên kinh khủng các anh chị. Đó, khi mà mình ngày trước mình cản trở rất là nhiều những cái niềm tin rất là nhiều về cái sự phát triển kinh doanh và về tiền, về bán hàng, nhưng mà sau khi mà mình đã chỉnh sửa được rồi thì khách hàng kéo đến ồ ạt nực nực, và thực sự nó diễn ra theo những cái gì mà mình muốn. Thì khi mà mình đạt được cái điều mình muốn, mình biết được là niềm tin bên trong mình đã đồng điệu và nó đã hợp nhất với những cái ý muốn ở bên ngoài rồi.